là một trong những hội nghị khoa học thường niên lớn nhất trên thế giới. Hội nghị tim mạch AHA do Hội Tim mạch Mỹ tổ chức thu hút sự quan tâm của cộng đồng khoa học. Theo thông lệ, những nghiên cứu mới nhất trong tim mạch học được giữ bí mật đến phút chót và chỉ được công bố tại các phiên Late Breaking Trial với những hội trường đông kín người nghe. Năm nay, tại Chicago, Hội nghị khoa học thường niên của Hội Tim mạch Mỹ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 đã công bố không ít các thử nghiệm lâm sàng lớn, trong đó nổi bật nhất là các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên trong lĩnh vực suy tim và dự phòng tim mạch. Những thông tin mới nhất đã lần lượt được công bố vào rạng sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 11 tuần trước sẽ được các chuyên gia đầu ngành xem xét và nhận định. Xin kính chào các bạn đồng nghiệp. Như chúng ta đã biết thì tim mạch học là một chuyên ngành khoa học hết sức sinh động với các thông tin khoa học mới nhất được cập nhật trong vòng một năm. Trong vòng mỗi năm, các nhà tim mạch học được tham dự và được đón nhận thông tin từ những hội nghị khoa học hàng đầu như Hội nghị tim mạch học châu Âu được tổ chức vào dịp tháng 8 hàng năm, luân phiên giữa các nước châu Âu, Hội nghị của trường môn tim mạch học Hoa Kỳ được tổ chức vào dịp tháng 3 hàng năm, và đặc biệt là Hội nghị của Hội tim mạch Hoa Kỳ được tổ chức vào tháng 11. Và cách đây chỉ mấy ngày thôi, vào ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 vừa rồi, tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ, Hội nghị tim mạch học thường niên của Hội tim mạch Hoa Kỳ đã được tổ chức với những phiên báo cáo khoa học thu hút sự quan tâm của rất nhiều các bạn đồng nghiệp. Và trên tinh thần đó, Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình Tâm điểm, cập nhật những thông tin mới nhất trong lĩnh vực tim mạch học, sẽ mang đến cho các bạn đồng nghiệp những thông tin mới nhất từ Hội nghị khoa học tim mạch Hoa Kỳ 2018, viết tắt là AHA 2018. Như chúng ta đã biết thì trong các phiên hội nghị khoa học luôn có những phiên hội thảo được trình bày những kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lĩnh vực tim mạch, là những phiên hội thảo được sự quan tâm của rất nhiều các bạn đồng nghiệp, luôn chật kín các người nghe, bởi vì ở đó những nghiên cứu mới nhất mà kết quả được giữ đến phút chót sẽ được chính thức công bố, và kết quả từ những nghiên cứu này sẽ có thể làm thay đổi những cách đường hướng thực hành chúng ta hiện nay, cũng như mở ra được những phương pháp, những tiếp cận mới trong tương lai. Và trên tinh thần đó, ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời đến trường quay Phó sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Tim mạch học Quốc gia Việt Nam, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội. Phó sư Phạm Mạnh Hùng sẽ dành thời gian để trao đổi chúng ta những thông tin khoa học mới nhất từ Hội nghị khoa học thường niên AHA 2018 và đề cập tới những nghiên cứu lâm sàng mới nhất, những phát hiện đặc biệt nhất trong Hội nghị tim mạch lần này. Vâng, trước hết là xin kính chào Phó sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng và xin cảm ơn Phó giáo sư đã dành thời gian để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Với tư cách là một nhà tim mạch học hàng đầu tại Việt Nam, vậy thì những điều Phó sư quan tâm nhất từ Hội nghị AHA 2018 là gì trong cái chương trình khoa học của hội nghị? Vâng, thì đối với những cái nhà làm lâm sàng thì bao giờ chúng ta cũng quan tâm nhất tới những các cái thử nghiệm lâm sàng lớn nổi bật ở trong các cái kỳ đại hội mà người ta mang đến những cái đại hội lớn, người ta mới mang ra người ta công bố. Đặc biệt trong cái hội nghị AHA năm 2018 năm nay thì một loạt các cái thử nghiệm lớn về tim mạch phòng ngừa và về suy tim đã được công bố. Trong đó tôi quan tâm nhất là các thử nghiệm ví dụ như là Diclofenac 58, nói về tính an toàn tim mạch cũng như hiệu quả của một cái thuốc chữa đái tháo đường trên các cái biến cố tim mạch, hoặc là những cái thử nghiệm khác ví dụ như thử nghiệm Pioneer HF là về cái vai trò của một cái thuốc cũng là thuốc chữa suy tim ở đối với những cái bệnh nhân mà suy tim cấp nhập viện, và sau cái giai đoạn cấp đó thì liệu có cái sự dùng sớm có hiệu quả hay không. Rồi một loạt các cái nghiên cứu khác ví dụ như là nghiên cứu Commander HF nói về việc chúng ta không tuân thủ điều trị ở bệnh nhân suy tim sẽ rất là ảnh hưởng đến cái kết quả điều trị. Một nghiên cứu khác nữa cũng khá là đáng quan tâm, đó là nghiên cứu EMPA-H, cũng là một cái nghiên cứu về việc chúng ta sử dụng cái thuốc đái tháo đường ức chế tái hấp thu đường ở ống thận cũng có thể làm thay đổi được cái việc tái cấu trúc cơ tim ở bệnh nhân suy tim. Nhưng trong đó thì tôi thấy một cái nghiên cứu nổi bật nhất và đáng quan tâm nhất và cũng mong đợi nhất của tất cả các nhà làm tim mạch cũng như các nhà làm về mặt chuyển hóa đái tháo đường, đấy chính là nghiên cứu Diclofenac 58
với một cái số lượng bệnh nhân rất lớn, trên 17.000 bệnh nhân, và qua một thời gian theo dõi khá dài đến 4,2 năm mà lần đầu tiên đã được công bố, mang lại cho chúng ta những cái thông tin mới nhất. Vâng, chúng ta vừa được nghe Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hùng đã trình bày những nét cơ bản nhất, những thông tin cập nhật nhất về hội nghị tim mạch AHA 2018. Và trong số kết quả các nghiên cứu lâm sàng mới nhất mà Phó sư vừa nêu, thì theo Phó sư Phạm Mạnh Hùng, thông tin nào là được xem là đáng chú ý nhất, bởi lẽ nó có thể ảnh hưởng tới cách nhìn nhận chúng ta về các vấn đề cũng như thay đổi cái cách thực hành chúng ta hiện nay. Xin kính mời giáo sư. Vâng, tôi chỉ xin nhắc lại một chút về cái lịch sử trong cái việc điều trị đái tháo đường để làm giảm các biến cố tim mạch. Như chúng ta đã biết là trong rất nhiều các cái thập niên vừa qua, chưa ra đời được một loại thuốc đái tháo đường nào để chữa được, vừa hạ được đường máu nhưng mà đáp ứng được cái yêu cầu là giảm các cái biến cố tim mạch. Mà chúng ta cũng biết được rằng là đối với bệnh nhân đái tháo đường bị các cái biến chứng tim mạch, các cái biến cố tim mạch thì rất là nhiều. Chúng ta điều trị ở những cái bệnh nhân đó không chỉ nhằm mục đích để người ta giảm được cái đường máu xuống, mà mục tiêu tối thượng quan trọng hơn của các cái nhà tim mạch của chúng tôi mong muốn đó là làm sao giảm được các cái biến cố tim mạch, ví dụ như làm sao giảm được chết chóc do tim mạch, giảm được cái nhập viện do suy tim, do tim mạch vân vân. Thì các cái nghiên cứu trước đây không thành công, nhưng 1-2 năm gần đây ra đời một nhóm thuốc mới, đó là những cái nhóm thuốc mà ức chế tái hấp thu đường huyết ở một cái ống của thận. Và trước đó đã có một cái nghiên cứu ra đời, đó là nghiên cứu Empiric Outcome, để chứng minh được với một cái loại thuốc ức chế các cái tái hấp thu đường ở ống thận này có khả năng làm giảm được các cái biến cố tim mạch. Nhưng các nghiên cứu trước đây lại chủ yếu tập trung trên ở những cái nhóm bệnh nhân là đái tháo đường đã bị bệnh tim mạch rồi, ví dụ đái tháo đường đã bị bệnh lý động mạch vành, rồi bệnh lý động mạch ngoại biên vân vân. Thì cái nghiên cứu DECLARE-TB58 này là một nghiên cứu rất quan trọng ở chỗ là nó bao gồm cả một cái nhóm đã bị bệnh lý tim mạch do sơ vữa như trên, nhưng nó lại bao gồm một nhóm là chưa từng bị bệnh lý tim mạch mà mới có nguy cơ các bệnh lý tim mạch cao, đó là ở những cái bệnh nhân tuổi cao một chút, ví dụ như là nam trên 55, nữ trên 60, và kèm theo ít nhất một trong các cái nguy cơ truyền thống của các bệnh lý tim mạch, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ như là tăng huyết áp, hút thuốc lá vân vân. Đấy là những các cái mà chúng tôi mong đợi nhất là cái nghiên cứu đó để nó trả lời cho kết quả chúng ta là liệu trong cái việc điều trị như vậy có giảm được các cái mong đợi, như là giảm bên cạnh cái việc hạ đường huyết nhưng có giảm được cái tỷ lệ tử vong, rồi các cái biến cố chính, rồi nhập viện do suy tim, rồi suy thận hay không, như các cái nghiên cứu trước đây đã chứng minh, và đặc biệt ở cái đối tượng mà chưa từng bị bệnh tim mạch. Bởi vì cái kết quả này nếu mà ra đời mà nó chứng minh được cái hiệu quả đấy rất tốt thì chúng ta hoàn toàn tự tin để chúng ta áp dụng được, mở rộng thêm cho cái quần thể điều trị chúng ta là ở những cái bệnh nhân mà mới bị đái tháo đường, có nguy cơ tim mạch cao, chưa từng mắc bệnh tim mạch mà chúng ta hoàn toàn có thể điều trị với một cách tự tin là để ngăn ngừa được các cái biến cố tim mạch. Vâng, như chúng ta được biết thì giữa ngành tim mạch học cũng như ngành nội tiết có rất nhiều sự quan tâm chung. Phó sư Phạm Mạnh Hùng vừa đề cập tới nghiên cứu DECLARE-TB58 với vai trò của một cái thuốc đái tháo đường thế hệ mới là các chất ức chế thụ thể SGLT2. Vậy thì tại sao lại cái thuốc đái tháo đường mới lại có tầm quan trọng và giành được nhiều sự quan tâm không chỉ là các nhà nội tiết học mà là các nhà tim mạch học trong khuôn khổ hội nghị AHA lần này như vậy? Vâng, tôi cũng xin điểm lại một chút về thực tế cái kết quả nghiên cứu DECLARE-TB58 mà chúng ta đã có vừa qua. Thì ở đây là một cái nghiên cứu với một cái số lượng bệnh nhân rất là lớn. Người ta đã nghiên cứu trên 17.160 bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 2, trong đó có khoảng 40% bệnh nhân là đã bị các cái biến cố tim mạch, ví dụ như là bệnh mạch vành, mạch não, hoặc là bị bệnh mạch ngoại biên. Nhưng còn lại là gần 60% là chỉ là bị đái tháo đường và kèm theo các yếu tố nguy cơ. Sau đó người ta chia ngẫu nhiên ra là hai nhóm, và một nhóm thì được dùng cái thuốc dapagliflozin là một cái thuốc ức chế tái hấp thu đường huyết ở ống thận, và một nhóm là placebo. Ở đây tôi chỉ nhấn mạnh là trong các cái nhóm bệnh nhân này đã được điều trị khá là bài bản rồi, có nghĩa là đã hầu hết cũng đã được điều trị các thuốc đái tháo đường kinh điển, ví dụ như là các cái thuốc metformin, các thuốc insulin, và đặc biệt là các cái thuốc điều trị tim mạch với một cái tỷ lệ rất là cao được điều trị là cả dùng cả những statin hoặc các cái thuốc chống nguyên tập tiểu cầu như là aspirin, hoặc là những các cái thuốc như là ức chế men chuyển vân vân, là những cái thuốc mà đã về mặt kinh điển đã được chứng minh để cải thiện được các cái tiên lượng. Thế thì cái kết quả của cái nghiên cứu này
nói thực tế là người ta nhằm vào hai mục đích. Cái mục đích thứ nhất là liệu có giảm được các cái biến cố chính tim mạch. Và trong các biến cố chính tim mạch ở đây thì người ta sử dụng cái biến cố chính tim mạch ở đây là có 3 thành tố. Một là tử vong do tim mạch, hai là nhồi máu cơ tim, ba là đột quỵ. Nhưng cái mục đích thứ hai người ta nói là cái hiệu quả kép, nghĩa là hiệu quả đôi, thì bao gồm có tử vong cộng với suy tim phải nhập viện và cái MACE có nghĩa là cái biến cố chính. Thì một cách gọi là chúng ta nói hết sức là khách quan ra thì nghiên cứu này đạt được một nửa thành công và một nửa không thành công, nhưng không phải, cũng không phải là thất bại, nhưng cũng không gọi là được thành công như mong muốn. Hay nói cách nôm na là gì, nếu mà chúng ta diễn giải theo cái MACE có nghĩa là cái ba cái tập hợp của ba cái biến cố chính đó, thì giữa nhóm điều trị và nhóm không điều trị không khác nhau. Hay nói cách khác là nó cũng không cải thiện được cái biến cố chính đấy, nhưng mà nó không làm hại thêm. Nhưng mà khi phân tích sâu hơn một chút, nghĩa là vào cái bộ đôi hiệu quả là tử vong cộng với suy tim, thì lại thấy rằng là có hiệu quả một cách hết sức là rõ rệt. Và người ta lại phân tích sâu hơn nữa là lại làm giảm các cái biến cố về bệnh lý của thận, thì thấy cũng cải thiện được cái biến cố về thận một cách hết sức là rõ rệt. Thì đây là những các cái gọi là kết quả. Mặc dù tôi nghĩ là đối với các cái nghiên cứu của người ta không đáp ứng được cái mong mỏi rất lớn là vượt trội so với cái việc là cái nhóm đó, cả nhóm có nguy cơ cao đó, nhưng mà ít nhất thì nó cũng chứng minh được một cái điều là đã giảm được cái tỷ lệ nhập viện do suy tim một cái ngoạn mục, và cũng giảm được các cái tỷ lệ mà tiến triển đến cái suy thận nặng. Thì đây là hai cái thành công rất là lớn của cái nghiên cứu này. Thế thì quay trở lại là bản thân trong cái nghiên cứu này, đồng thời các tác giả người ta cũng làm một nghiên cứu phân tích tổng hợp so với hai cái nghiên cứu trước đây đã có về cái thuốc trong cùng nhóm, đó là Empiric Outcome và Canvas, là về hai cái thuốc cùng ở cái nhóm SGLT2, nghĩa là ức chế cái tái hấp thu đường ở ống thận này. Thì người ta mới thấy một điều rằng là hai cái nghiên cứu trước sở dĩ tại sao đặc biệt là Empiric Outcome cải thiện được cái MACE đáng kể như vậy, bởi vì trong nghiên cứu đấy lại đa số là người ta đã lấy những cái bệnh nhân hầu hết là đã có biến cố về tim mạch rồi. Thì quay trở lại nghiên cứu này, khi người ta tách rời riêng ra làm hai nhóm, là nhóm là chỉ có biến cố tim mạch thôi và một nhóm là chỉ có các cái nguy cơ cao tim mạch thôi, thì người ta thấy là rõ ràng là cái nhóm có đã bị các cái biến cố tim mạch kia thì việc cải thiện các cái MACE hay là các cái tiêu chí chính cũng như là tỷ lệ tử vong và suy tim thì cũng đồng nhất với các nghiên cứu trước đây, có nghĩa là cũng giảm được. Nhưng mà khi gộp chung cả vào, và nếu chúng ta chỉ riêng vào cái nhóm mà đã mới chỉ là cái yếu tố nguy cơ cao thôi, thì không đạt được cái mong muốn về cái MACE, nhưng mà về cái suy tim và suy thận thì tôi nhắc là nó cải thiện được rất là rõ ràng. Ở đây thì nó dẫn tới một cái vấn đề là chúng ta nhận định qua cái nghiên cứu này thì để chúng ta rút ra được là những cái gì trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta, thì phải chăng là ở những cái đối tượng mà đã từng bị đái tháo đường và đã từng bị các cái biến cố tim mạch rồi, ví dụ như là bệnh động mạch vành, bệnh động mạch não, bệnh động mạch ngoại biên, thì việc chúng ta dùng cái thuốc này để phòng ngừa được cái biến cố gọi là thứ phát, hay nói cách khác là giảm được cái tỷ lệ tử vong gộp cho tim mạch, tỷ lệ tai biến đột quỵ và các cái tỷ lệ nhồi máu cơ tim thì nó rất là rõ ràng. Thế nhưng mà để nhằm mục đích phòng ngừa tiên phát, có nghĩa là gì? Chỉ là để điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường mà bệnh nhân chưa mắc các cái bệnh lý tim mạch do xơ vỡ trên, thì nó không cải thiện được cái biến cố chính là cái ba cái gộp nó trên là tử vong cộng với là nhồi máu cơ tim cộng với tai biến đột quỵ, nhưng nó lại làm giảm được rất đáng kể là gì, là cái tỷ lệ nhập viện cho suy tim và cái tỷ lệ cải thiện được cái biến cố của cái động của cái bệnh lý thận, mà đây là một trong cái biến chứng rất thường gặp bệnh nhân đái tháo đường. Thì theo cái thể lý của tôi thì về mặt sâu xa thì nếu cải thiện được cái đó thì nó cũng sẽ, nếu chúng ta, đây là chúng ta đã suy nghĩ trong đầu thôi, nếu nghiên cứu dài hơi hơn thì chắc chắn hoặc là hầu như có thể là sẽ dẫn tới là cũng sẽ giảm được các biến cố trên, bởi vì rõ ràng nhờ những các cái biến cố trung gian như thế nó đã giảm được nhiều, thì rõ ràng thì sẽ phải dẫn tới là sẽ giảm được các cái tỷ lệ tử vong chung. Nhưng mà thực ra dù sao thì ta cũng nói là cái khách quan là trong cái nghiên cứu này đến cái số liệu chúng ta có thì rõ ràng là về cái biến cố chính chưa giảm được, nhưng mà nhấn mạnh là giảm được suy tim và cái biến cố của cái bệnh lý thận. Và chúng ta đã vừa được nghe Phó sư Phạm Mạnh Hùng đề cập rất chi tiết những thông tin mới nhất liên quan tới nghiên cứu DECLARE-TIMI-58. Và điều quan trọng nữa là vậy sau khi kết quả nghiên cứu DECLARE-TIMI-58 được trình bày và công bố rộng rãi tới các bạn đồng nghiệp, thì liệu nghiên cứu này
có dẫn tới những thay đổi trong cách thực hành của chúng ta hiện nay hay không? Vậy xin mời Phó sư Phạm Anh Hùng có thể chia sẻ vài nét những cái dự định của ông, những cái ước đoán của ông là nghiên cứu mới này có thể dẫn tới những thay đổi trong cách thực hành của các bác sĩ tim mạch cũng như các bác sĩ nội tiết hiện nay hay không? Xin trân trọng kính mời giáo sư. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phong. Thì rõ ràng là một nghiên cứu này cộng với hai nghiên cứu trước và bản thân các tác giả này làm một nghiên cứu tổng hợp về ba cái thuốc chính trong điều trị đái tháo đường mà cái cơ chế còn đã ức chế hấp thu của đường huyết ở ống thận, thì cho chúng ta thấy một rõ ràng một điều khẳng định là đối với những bệnh nhân đái tháo đường mà đã bị các biến cố tim mạch thì các cái thuốc ức chế tái hấp thu đường huyết ở ống thận, chúng ta còn thường gọi là SGLT2 inhibitor đấy, thì là một trong cái thuốc lựa chọn hàng đầu và đều khẳng định là đấy là một cái thuốc có thể phòng ngừa được các biến cố rất tốt và giảm được các cái biến cố chính rất là tốt. Nhưng nghiên cứu này lại cho ta thêm một thông tin rất là hay nữa là ở những cái bệnh nhân đái tháo đường mới có các nguy cơ tim mạch cao thôi, thì việc sử dụng các cái thuốc này cũng làm cho ta thêm vững tin là có thể ngăn ngừa được các cái tỷ lệ tái nhập viện và nhập viện do suy tim cũng như do suy tim và tỷ lệ các cái tiến triển nặng của bệnh lý thận do đái tháo đường. Thì đấy là hai cái biến cố rất quan trọng mà chúng ta thấy được. Thì như vậy thì trong thực hành của tôi thì chúng tôi thấy rằng là như vậy thì chúng ta không có cớ gì với một cái bệnh nhân đái tháo đường đã có biến cố tim mạch thì đương nhiên chúng tôi sẽ vẫn thêm cái niềm tin để chúng tôi sử dụng các thuốc SGLT2 này như là một cái thuốc lựa chọn thêm vào với cái metformin là hết sức quan trọng. Nhưng cái vấn đề số 2 nữa là đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường mà mới có các biến nguy cơ tim mạch cao thôi, thêm vào ví dụ như một người đái tháo đường ở tuổi cao kèm theo có tăng huyết áp, có rối loạn lipid máu thôi chẳng hạn, hoặc là những người có tiền sử gia đình, thì cái việc chúng ta sử dụng cái thuốc này cũng làm chúng ta ngăn ngừa được đáng kể các cái biến cố về suy tim cũng như là các biến cố về thận. Đấy là một trong hai cái biến cố rất thường gặp khi trong cái thực hành của chúng ta đối với các bác sĩ tim mạch. Vâng, kính thưa các bạn đồng nghiệp, chương trình tọa đàm về những cập nhật mới nhất của Hội nghị Tim mạch AHA 2018 đến đây đã kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các quý vị, các bạn đồng nghiệp đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Trân trọng cảm ơn Phó giáo sư Phạm Anh Hùng đã thu xếp thời gian hết sức bận rộn của mình để chia sẻ với các bạn đồng nghiệp những thông tin hết sức bổ ích, hết sức lý thú liên quan tới một thuốc đái tháo đường thế hệ mới. Và một lần nữa xin trân trọng các bạn đồng nghiệp đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi rất hy vọng được tiếp nhận những đóng góp, những bổ sung quý vị để những chương trình sau có những nội dung phong phú hấp dẫn hơn và thiết thực hơn với các quý bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.